Sau đây là một vài câu hỏi của quý vị khán giả Gửi về cho chương trình à, Câu hỏi đầu tiên xin gửi đến chuyên gia là Con tôi năm nay 11 tuổi Hàm răng của cháu không được đều Xin hỏi bác sĩ trẻ em ở độ tuổi nào Thì nắn chỉnh răng là tốt nhất À Dạ vâng Cái câu hỏi của bạn thì nó ra rất, rất là rõ rồi Thế thì Về mặt thông thường Là trẻ em thì Sẽ thay răng từ 6 tuổi cho đến 12 tuổi Sẽ là kết thúc Và cái lứa tuổi được cho là lứa tuổi vàng để có thể nắn chỉnh răng là từ 11 cho đến khoảng 13 tuổi. Và con nhà bạn là năm nay 11, 11 tuổi thì rõ ràng là uh, cũng là nằm trong cái lứa tuổi vàng rồi. Và vì ừ. thế thì bạn cũng nên cho con đi khám để các bác sĩ tư vấn uh, cụ thể xem là cháu có cần thiết là phải nắn chỉnh hay không. Ừ. Đấy, và nắn chỉnh theo cái phương pháp nào thì nó phù hợp. Ừ vâng câu hỏi tiếp theo ạ bọc răng sứ thì có ảnh hưởng gì đến răng thật của chúng ta hay không và sau khi bọc răng thì cần lưu ý những điều gì thưa bác sĩ dạ vâng bọc răng sứ thì hiện nay cũng là một cái trào lưu và đã được áp dụng rất là nhiều rất là nhiều người mài răng để làm cho răng nó đẹp hơn thế thì chúng ta cũng không nên lạm dụng cái tình trạng là mài răng để bọc răng sứ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta mà làm đúng theo chỉ định thì cái giá trị mang lại của nó sẽ rất là lớn. À, khi mà bọc răng sứ thì nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được nhiều vấn đề. Thứ nhất là để bảo vệ cái răng đó, làm cho cái răng không bị gãy vỡ và thứ hai nữa là có thể là phục hồi lại được cái hình thái răng cũng như là cải thiện được cái màu sắc răng. Thế tuy nhiên khi mà bệnh nhân đã bọc răng sứ thì cũng cần phải lưu ý mấy điều. Thứ nhất là phải giữ gìn cái vệ sinh thật là tốt, tránh cái tình trạng là dắt thức ăn rồi là tình trạng là viêm lợi và cái quá trình ăn nhai thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là phải ăn nhai nhẹ nhàng, tránh ăn nhai những các cái đồ cứng uh, có thể dẫn tới cái tình trạng là gãy vỡ uh, cái uh, miếng của của cái chụp uh, sứ bọc thì đấy là những các cái điều mà chúng ta cần lưu ý. À, nó rất là khác nhau đấy ạ. À, bọc răng sứ thì à, bọc răng sứ thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải có cái à, thủ thuật là chúng ta phải mài nhỏ cái răng thật đi và chúng ta chụp một cái răng sứ, à, một cái chụp sứ ra ngoài ôm toàn bộ hoặc là gần toàn bộ cái răng. Thế còn với cái dán răng sứ nghĩa là chúng ta chỉ à, chỉnh sửa cái mặt ngoài của cái răng và chúng ta dán một cái lớp sứ ở bên ngoài nó rất là mỏng mai để làm sao khắc phục được cái màu sắc cũng như là bảo tồn cái hình dáng của cái răng như vậy là giữa cái bọc sứ và cái dán sứ là nó khác nhau. Vâng, câu hỏi tiếp theo đó là có cái loại thuốc nào mà giúp cho răng trắng lên một cách an toàn không? Tôi thường xuyên đánh răng bằng các loại kem đánh răng làm trắng nhưng cũng không thấy răng trắng lên. Dạ vâng, cái việc mà răng trắng hay là không trắng thì nó phụ thuộc vào men răng với cái trường hợp là các bạn mà có men răng mà mà trong bóng sáng và nó đủ dày thì như vậy là cái răng của bạn nó mới nó mới trắng nó mới sáng ra được còn trong cái trường hợp là nếu như men răng của chúng ta nó bị thiểu sản hoặc là quá mỏng hoặc là bị nhiễm tetraclin thì rõ ràng là chúng ta sẽ không thể dùng những các cái cách thông thường bằng thuốc đánh răng bằng kem đánh răng hoặc là những các cái thuốc tẩy trắng khác mà có thể làm tăng được cái màu răng sáng lên và với những các cái trường hợp đó thì các bạn cần phải khám lâm sàng để các bác sĩ người ta sẽ căn cứ trên cái thực tế và người ta sẽ tư vấn cho mình những các cái biện pháp làm sáng răng một cách là phù hợp vâng câu hỏi tiếp theo là con tôi bị lệch khớp cắn hiện tại tôi không thấy cháu có ảnh hưởng gì nhưng về lâu dài thì có sao không có cách nào để chỉnh khớp cắn không thưa bác sĩ? Ở à, cái lệch khớp cắn như bạn mô tả thì chúng tôi cũng chưa hình dung ra được là nó lệch như thế nào nhưng mà cũng xin cung cấp cho bạn một số những các cái thông tin như sau à, về cái lệch lạc răng và khớp cắn thì nó ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ bởi vì là cái răng cái tóc là góc con người khi mà một cái hàm răng mà nó không đều đặn và có cái vấn đề lệch lạc thì rõ ràng là chúng ta cười nói nó sẽ không được tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề là thẩm mỹ ngoài ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề chức năng bởi vì với những các cái trường hợp mà răng bị lệch lạc à, hoặc là lệch lạc và khớp cắn thì sẽ khiến cho cái đứa trẻ nó sẽ ăn nhai không được tốt à, và có thể là sẽ gây ra sang chấn khớp cắn ảnh hưởng đến cái khớp thái dương hàm có thể gây ra rối loạn thái dương hàm hoặc là có thể gây ra các cái bệnh lý tại chỗ như là viêm lợi, viêm nha chu, ảnh hưởng rất là lớn tới cái 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 chức năng của đứa trẻ, chức năng bộ máy ăn nhai của đứa trẻ. Và vì thế thì bạn cũng cần phải cho con đi khám để các bác sĩ sẽ có cái lời khuyên nó sát với thực tế là xem cái tình trạng của cháu thì có cần thiết là phải nắn chỉnh hay không, nắn chỉnh ở cái thời điểm nào thì nó phù hợp và nắn chỉnh bằng cái phương pháp nào thì nó sẽ phù hợp thì đấy là bạn nên cho con đi khám để có được cái câu uh, tư vấn nó sát về thực tế hơn. Một bạn thì có một câu hỏi là như thế này ạ, à, những bệnh di truyền bác sĩ có nói thì thường với gia đình có con thứ hai, con thứ nhất đã bị bệnh mà con thứ hai thì có nên đi tầm soát di truyền học hay không ạ? À, câu hỏi của bạn rất là hay, à, với những các cái trường hợp gia đình mà đã có con thứ nhất mà có những các cái vấn đề thì uh, khi mà chúng ta uh, dự kiến là sinh con thứ hai thì cũng cần là phải có cái sự tầm soát để làm sao tìm uh, những các cái bệnh lý uh, không mong muốn và hiện nay thì khoa học đã làm được cái điều đó rất là tốt người ta đã tầm soát được rất rất nhiều những các cái dị tật bẩm sinh kể cả những các cái vấn đề về đột biến gen uh, thì ngay ở cái tháng thứ hai thứ ba của thai kỳ là đã có thể tầm soát được rồi và khi mà tầm soát như thế thì chúng ta cũng sẽ đảm bảo được là cái việc mà chúng ta sinh nở những các cái đứa con sau này nó đảm bảo cái sự khỏe mạnh không ảnh hưởng tới uh, bản thân cái đứa trẻ ảnh hưởng tới gia đình và ảnh hưởng tới xã hội thì cái việc mà chúng ta tầm soát là nên làm và khoa học hiện nay để đã làm được điều đó. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Uh, câu hỏi tiếp theo là tôi đã từng làm thẩm mỹ độn cằm và việc này có ảnh hưởng đến răng sau này không ạ? Cái việc mà bạn làm thẩm mỹ độn cằm thì đấy là cái phẫu thuật thẩm mỹ và nó không có cái liên quan gì tới cái vấn đề răng miệng cả cho nên bạn hoàn toàn yên tâm. Vâng. À, cũng một câu hỏi của một bạn nữa cũng liên quan đến vấn đề thẩm mỹ ạ đó là việc phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình cầm v line thì có dễ bị làm dụng răng sau này không ạ à, không không ảnh hưởng gì bạn cứ yên tâm nhé tức là cái việc là gọt cằm thì nó không ảnh hưởng gì tới cái cung răng cả và bệnh nhân thì vẫn có thể có được một cái sức khỏe răng miệng hoàn toàn bình thường à, chúng ta chỉ cần uh, lưu ý cái uh, giữ gìn vệ sinh răng miệng ăn nhai uh, đúng cách là có thể ok. Vâng. Câu hỏi tiếp theo ạ. Đó là một cái câu hỏi mà có lẽ là tất cả chúng ta đều quan tâm đó là đánh răng mấy lần một ngày thì là hợp lý và nên đánh răng vào buổi sáng hay buổi tối thôi chứ không nên đánh vào buổi trưa chiều đúng không ạ? À đây cũng là một cái câu hỏi rất là thú vị bởi vì là hầu hết cái người Việt Nam của chúng ta hiện nay là đang đánh răng là nó chưa hợp và chưa phù hợp với lại khoa học. À, chúng ta thường là buổi sáng dậy là chúng ta từ trên giường uh, đi xuống là chúng ta vào nhà vệ sinh là đánh răng rồi là rửa mặt vân vân làm tất cả những các cái công việc đó rồi là sau đó chúng ta mới ăn sáng rồi là đi làm thế thì uh, khoa học người ta khuyên như thế là nó chưa phù hợp và uh, nếu như mà chúng ta đánh răng mà gọi là khoa học nhất thì chỉ cần một ngày đánh răng hai lần là phù hợp lần thứ nhất là vào buổi sáng và lần thứ hai là vào buổi tối và cái thời điểm đánh thì buổi sáng là người ta khuyên là đánh răng sau khi ăn sáng, như vậy là nó khác với lại cái thói quen hàng ngày của chúng ta. Đấy, chúng ta nên là ăn sáng à, sau đó thì nghỉ ngơi độ khoảng 15 2 30 phút là chúng ta đánh răng thì như vậy là phù hợp nhất. Và khi đó thì cái răng của chúng ta được bảo vệ và sạch sẽ cả ngày. Và buổi tối thì chúng ta đánh răng trước khi đi ngủ. Đấy. trước khi đi ngủ nghĩa là chúng ta không ăn uống gì nữa sau khi mà đánh răng xong. Thì như vậy là chúng ta sẽ được bảo vệ răng sạch sẽ cả đêm Và như vậy chúng ta chỉ cần đánh răng ở hai thời điểm đó Mà đúng cách là chúng ta đã bảo vệ được cái hàm răng của mình rồi Vâng, xin cảm ơn, thì cảm ơn bác sĩ với cả cái câu hỏi này có lẽ là cũng rất nhiều người có khi bây giờ mới biết là phải đánh răng sau buổi sáng vâng. câu hỏi tiếp theo ạ với trẻ nhỏ đi học cả ngày ở trường thì nên chăm sóc răng miệng như thế nào để có được hàm răng khỏe mạnh dạ vâng đối với lại các trẻ nhỏ hiện nay của chúng ta là đang học bán chú và vì thế thì cái việc là chăm sóc răng miệng cho các bạn nhỏ này đặc biệt là ở trong cái lứa tuổi mà thay răng có cái hàm răng hỗn hợp cũng là một cái vấn đề mà rất là khó và hầu chúng ta hiện nay cũng đang rất khó có thể tiếp cận và có thể làm được tốt thế thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì là chúng ta nên có một cái chế độ uh, chăm sóc răng uh, định kỳ cho những uh, cho cho các bạn trẻ này. Đầu tiên là chúng ta nên tập cho các bạn ấy một cái thói quen là vệ sinh răng miệng tốt và ba mẹ thì phải là cái người đồng hành cùng với lại bệnh nhân, cùng với lại các cái đứa trẻ đó. Thứ nhất là chúng ta vừa nhắc nhở, thứ hai là vừa động viên và thứ ba là vừa giám sát cái việc uh, vệ sinh răng miệng của bạn ở nhà buổi sáng trước khi đi học và buổi tối trước khi đi ngủ là các bạn ấy phải vệ sinh răng miệng, phải đánh răng và có thêm cái chế độ nữa là ngậm các cái loại nước xúc miệng như là nước muối sinh lý thì đấy là cái mà chúng ta có thể làm được ở tại nhà và đồng thời nữa là hình thành cái thói quen là thăm khám răng miệng định kỳ cứ mỗi 3 cho đến là 6 tháng thì ba mẹ nên cho các con đến khám răng hàm mặt định kỳ ở các phòng khám uh, chuyên khoa để các bác sĩ có thể là phát hiện ra những các cái bất thường và can thiệp kịp thời tránh những các cái trường hợp là đáng tiếc xảy ra khi mà răng của những đứa trẻ này bị uh, hỏng hoặc là bị sâu rồi vỡ uh, sớm ảnh hưởng tới cái quá trình mà hình thành cái bộ răng vĩnh viễn. Ừ. Vâng một câu tiếp theo đó là nước súc miệng có thật sự cần thiết không? ạ? À, nước sung miệng có thực sự cần thiết hay không thì à, có thể nói rằng là nước sung miệng à, cần thiết trong những cái à, trường hợp mà à, cần thiết à, đó là à, chúng ta không nên lợi dụng mặc dù là nước sung miệng thì rất là tốt đấy nhưng mà chúng ta không nên lạm dụng quá những các cái loại nước sung miệng bởi vì nước sung miệng thì trong đó nó có rất là nhiều thành phần và đặc biệt là có các cái chất mà à, kìm khuẩn cũng như là diệt khuẩn và nếu như chúng ta lạm dụng nó, chúng ta dùng một cách là trường diễn thì có thể là lợi bất cập hại, có thể ảnh hưởng tới cái tình trạng là loạn khuẩn, rối loạn cái vi khuẩn trí ở trong miệng của chúng ta. Đồng thời thì trong một số các cái loại nước xúc miệng hiện nay có ở trên thị trường thì nó còn có thêm những các cái thành phần khác và nếu như mà chúng ta dùng nhiều, dùng lâu ngày thì có thể là ảnh hưởng tới men răng. Có một số các cái loại nước súc miệng thì có gây ra cái tình trạng là bị À, men răng nó bị xỉn màu thế và vì thế thì chúng tôi khuyên rằng là trong những các cái trường hợp thực sự là cần thiết ví dụ như là bệnh nhân bị viêm lợi thế rồi là có cái sự kê toa của bác sĩ thì chúng ta mới dùng và chỉ sử dụng trong cái thời gian khuyến cáo à, tối đa là khoảng độ à, 15 ngày thì chúng ta nên dùng và một cái đợt khác nếu như không may bị thì chúng ta mới lại sử dụng tiếp theo còn nếu không thì các bạn có thể xúc miệng hàng ngày bằng cái nước muối sinh lý là tốt nhất bởi vì nó có tác dụng và nó không có cái tác dụng phụ nó vô hại đối với lại sức khỏe răng miệng vâng xin cảm ơn chuyên gia một câu hỏi của một bạn đồng nghiệp ạ em muốn hỏi bệnh lý biểu hiện vùng miệng cây lúc nãy lasermin thì bên răng hàm mặt có xử lý gì không ạ hay chỉ chuyển huyết học điều trị thôi ạ em cảm ơn À, bởi vì là cái như là lúc đầu tiên tôi đã chia sẻ rất nhiều các cái bệnh lý toàn thân là nó mượn đường miệng để biểu hiện cái triệu chứng. Đấy tất cả những các cái tôi vừa mới trình bày 11 cái uh, triệu chứng vừa rồi tôi vừa mới trình bày thì đều là bệnh lý toàn thân mà biểu hiện ra khoang miệng. Và vì thế thì cái bệnh lý ở trong khoang miệng đó, cái biểu hiện ở trong khoang miệng đó nó không phải là bệnh của răng hàm mặt. Và vì thế thì răng hàm mặt không không thể nào mà có đủ cái uh, chuyên môn để có thể xử lý những các cái bệnh đó. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là phải phân lập được, chúng ta phải nắm bắt được bệnh lý uh, các cái biểu hiện ở trong khoang miệng đó là bệnh lý nào của toàn thân. Và chúng ta cái nhiệm vụ của chúng ta là phải phát hiện được bệnh toàn thân và chuyển bệnh nhân tới đúng cái chuyên khoa đó để cho các bác sĩ người ta có kinh nghiệm có chuyên môn người ta điều trị. Vâng. Vâng xin cảm ơn chuyên gia. Câu hỏi tiếp theo của một bạn học sinh ạ, em bị lưỡi bản đồ, xin hỏi chuyên gia là điều này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? À, lưỡi bản đồ thì nó là một bệnh có thể nói là bẩm sinh. Đó, một bệnh bẩm sinh và vì thế thì cái sự ảnh hưởng tới sức khỏe toàn thân là nó không có. Nó rất là ít thế tuy nhiên thì nó có thể ảnh hưởng tới cái uh, quá trình ăn nhai bởi vì mỗi một lần nó viêm nhiễm như thế thì nó gây ra sót nó gây ra nhạy cảm với lại các cái uh, đồ ăn thức uống ở trong cái khoang miệng khi chúng ta ăn uống thế và vì thế thì uh, có thể nó có những các cái biểu hiện là khó chịu và đã là viêm lưỡi bản đồ thì thường là uh, chúng ta phải chấp nhận nó không thể khỏi được nó không thể hết được thế và một cái điều đáng lưu ý ở đây là chúng ta rất sợ là nếu như các bạn mà vệ sinh răng miệng không tốt thì có thể nó gây ra cái tình trạng là bội nhiễm thêm những các cái yếu tố gây bệnh khác, đặc biệt là sợ nhất là nhiễm nấm. Và khi nhiễm nấm thì có thể nó gây ra cái tình trạng bệnh lý là nặng nề hơn và nặng nữa là có thể có những các cái đột biến gây ra những các cái bệnh lý mà nó rất là nặng như là ung thư chẳng hạn, vân vân. Thế thì tuy nhiên nếu mà chúng ta biết cách vệ sinh răng miệng biết cách ăn uống kiêng khem thì cái tình trạng đó nó cũng sẽ là là ổn và bạn hoàn toàn yên tâm với cái 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 tình trạng là viêm lưỡi bản đồ không hề sợ là có những các cái diễn tiến xấu nếu như chúng ta biết cách vệ sinh răng miệng biết cách là chăm sóc tại chỗ tốt vâng ạ xin cảm ơn câu hỏi tiếp theo răng tôi bị tụt lợi hở cổ răng gây ê bút khó chịu tôi đã dùng các loại kem đánh răng nhưng cũng không thấy giảm vậy xin hỏi có cách nào để giảm ê e bút răng không ạ? cái tình trạng mà ê e bút răng do nhạy cảm ngà thì cũng là một cái bệnh lý mà rất khó trong răng hàm mặt ừ. hiện nay thì cũng đã có nhiều nghiên cứu có nhiều cái loại kem đánh răng rồi các cái loại thuốc hỗ trợ để giúp cho người bệnh à, cải thiện được cái tình trạng khó chịu nhưng mà nó cũng không triệt để chưa có một cái biện pháp nào tỏ ra là chiếm ưu thế 100% có thể cải thiện được những các cái tình trạng này Thế thì cũng tùy theo cái tình trạng của người bệnh Nó phù hợp với các cái biện pháp nào thì chúng ta có thể sử dụng Thí dụ như là cái cách mà dùng các cái kem đánh răng chuyên cho người nhạy cảm ngà Thì bạn đã dùng rồi Thế còn có những các cái biện pháp nó tích cực hơn Ví dụ như là có thể dùng các cái vét ni, các cái chất che phủ bề mặt để người ta có thể bôi vào những các cái vị trí mà lộ chân răng rồi là hở ra gây ra cái tình trạng là kích thích ê uh, e buốt thì sẽ bôi vào những các cái vị trí đó để tạo ra một cái lớp màng chắn để che phủ thì cũng giúp cho người bệnh nó có thể cải thiện được hơn. Uh, có một số những các cái trường hợp do là cái tình trạng tụt lợi, hở cổ hở chân răng thì người ta cũng có thể là tìm những các cái biện pháp là điều trị về nha chu rồi là phẫu thuật là ghép xương hoặc là phẫu thuật à ghép mô niếu lợi để giúp cho che phủ những các cái phần chân răng có thể là bị lộ ra có thể là gây ra cái tình trạng mà kích thích đó thì nó cũng sẽ giúp cho người bệnh là cải thiện được tốt hơn. Và những các cái trường hợp đặc biệt khó, ví dụ như là ở một răng hay là hai ba răng nào đó mà cái tình trạng ê e bút đấy quá nặng và chúng ta tìm mọi cách, tất cả các cách rồi mà đều thất bại thì chúng ta có thể là phải chấp nhận cái điều trị cuối cùng đó là điều trị nội nha mà cái từ dân gian thường gọi là diệt tủy thì như vậy là mới có thể giúp cho người bệnh là hết những các cái, cái kích thích đó nhưng mà cái điều trị diệt tủy này thì chỉ làm khi mà cái tình trạng nó quá nặng và ảnh hưởng rất lớn tới cái đời sống của người bệnh như là ảnh hưởng đến ăn uống rồi ảnh hưởng thậm chí đến cả giấc ngủ nữa thì lúc đó chúng ta mới mới tiến hành. Một bạn khán giả thì hỏi về tình trạng của con gái của bạn như sau ạ, con gái em năm nay 7 tuổi, khi ngủ thì con hay nghiến răng, nghiến răng như vậy thì có ảnh hưởng gì không và cách điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Ờ, cái tình trạng mà nghiến răng thì nó cũng cũng là một cái tình trạng mà gặp mà khá nhiều, kể cả người lớn cũng như là trẻ em cũng gặp khá nhiều trên lâm sàng thế thì uh, trong dân gian thì cũng có rất là nhiều những các cái uh, lời khuyên là nên làm theo cách này nên làm theo cách kia để có thể là giảm được nghiến răng cá nhân tôi thì chưa thử bao giờ cho nên là cũng không dám nói và cũng không dám khuyên uh, đối với các bạn về mặt khoa học thì uh, chúng ta thấy rằng là để mà cải thiện được cái việc nghiến răng là rất là khó khăn và nghiến răng thì có thể để lại nhiều các cái hậu quả xấu thí dụ như là gây ra cái tình trạng là mòn răng rồi là gây ra cái tình trạng là sang chấn răng và thậm chí có những các cái trường hợp là với những các cái răng mà có các cái điểm chạm sớm ấy khi mà nghiến nhiều như thế thì uh, nó gây ra một cái kích thích và gây ra cái tình trạng là chết tủy thì đấy là những các cái tác động không mong muốn của việc nghiến răng. Có thể gây mòn răng, có thể gây ra chết tủy, có thể gây ra uh, ảnh hưởng tới cái khớp thái dương hàm vân vân rất là nhiều. Thế để khắc phục được cái tình trạng như này thì uh, thường là hiện nay À, về mặt khoa học người ta có thể là có những các cái bài tập điều trị để làm cân bằng cái cơ ăn nhai đồng thời nữa là thiết kế những các cái máng nhai đặc biệt để cho bệnh nhân ngậm và trong khoang miệng à, khi mà bệnh nhân đi ngủ thì những các cái máng này à, nó sẽ giúp cho cái tình trạng là nghiến răng của người bệnh à, nó có thể xảy ra không thể ngăn chặn được toàn bộ nhưng mà khi nghiến răng thì có tác động nó sẽ bảo vệ những các cái răng của của bệnh nhân và làm cho những các cái răng đó nó sẽ không bị tổn thương, không bị sáng chấn. Thì đấy là cái nhiệm vụ của cái máng, à, máng nhai chống nghiến răng. Thì hiện nay là à, à, về răng hàm mặt là chúng tôi đã làm được cái điều đó. Thế thì với cái tình trạng con của bạn như vậy thì cũng nên là cho cháu tới khám chuyên khoa để các bác sĩ người ta có cái à, tư vấn nó phù hợp hơn và nó sát với lại thực tế hơn. Vâng. một bạn khán giả thì là học sinh của phó giáo sư thì có đưa ra một thắc mắc như thế này ạ áp cơ miệng thường do nguyên nhân gì và cách điều trị như thế nào ạ ờ, cái áp tơ miệng hay còn gọi là nhiệt miệng ừ. thì cho tới nay là khoa học vẫn chưa tìm ra được căn nguyên thế và vì chưa tìm được căn nguyên cho nên là hiện nay là chưa có cái thuốc điều trị tuyệt căn nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là áp tơ hay gọi là loét niêm mạc miệng, nó là một bệnh lành tính. Nó không ảnh hưởng tới sức khỏe toàn thân và không bao giờ chuyển thành ung thư, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó rất hay tái phát. Đấy và có thể là nó có nhiều vị trí khác nhau ở trong cái khoang miệng. Thế và nó có thể là gây ra cái tình trạng là ảnh hưởng tới cái sức ăn nhai nếu như mà nó tiến triển thì gây sót, gây rát Thế và hiện nay thì tất cả các cái thuốc điều trị trên thị trường Thì đều là các cái thuốc điều trị triệu chứng Chứ chưa có cái thuốc nào để điều trị tiệt căn được Và vì thế thì chúng ta không bao giờ Có thể chữa khỏi được cái bệnh Lét như mạc miệng after Và vì thế thì các bác sĩ người ta khuyên Là bệnh nhân phải thay đổi cái Thói quen sinh hoạt hàng ngày Bằng cách là ăn nhiều rau xanh hoa quả tươi Làm cho cơ thể nó mát thế rồi là giữ gìn vệ sinh cái khoang miệng nó sạch sẽ thế và với những các cái trường hợp nặng thì cần phải đi khám để được điều trị và các cái điều trị này thì chỉ có tác dụng là giúp giảm những các cái triệu chứng giúp cho cái quá trình lành thương nó kéo ngắn nó rút ngắn lại và làm cho cái khoảng nghỉ nó kéo dài ra thì đấy là cái mục tiêu của điều trị thế và các bạn biết là viêm cái led after như mạc miệng ấy thì không cần điều trị gì nó sẽ tự khỏi các cái nốt bé thì nó sẽ khỏi trong vòng 7 cho đến 10 ngày các cái nốt lớn trung bình nó sẽ khỏi trong vòng 21 ngày và những các cái nốt rất to nó giống như là đồng xu hay giống như là cái đầu ngón tay ấy, gọi là thể sút tông thì nó sẽ khỏi trong vòng 3 tháng và khi khỏi thì không để lại sẹo nhưng nó có một cái nhược điểm là nó rất hay tái phát có thể là tái phát ở chỗ khác hoặc là ngay cái vị trí mà nó vừa mới mất hoặc là trong khoang miệng thì có thể có nhiều các cái nốt lét với các cái hình thái khác nhau với các cái lứa tuổi khác nhau như vậy là trong miệng thì có thể có nhiều các cái giai đoạn của các cái bệnh lý đó có bệnh nhân thì triền miên là bị thì cái đấy là nó tùy theo cơ địa của mỗi người bệnh và cái mà chúng ta có thể giúp được người bệnh đó là khuyên bệnh nhân thay đổi cái chế độ sinh hoạt rồi là tăng cường vệ sinh răng miệng cũng như là kê những các cái loại thuốc có tác dụng là điều trị triệu chứng một cách phù hợp giúp cho người bệnh là dễ chịu hơn trong cái quá trình mà vận động khoang miệng rồi là ăn nhai hàng ngày. Vâng. À, một bạn khán giả thì có một thắc mắc là ngoài đánh răng ra thì có nên dùng chỉ nha khoa hay tăm nước hay không? Cái đấy rất là tốt ạ, cái đấy rất là tốt ạ. Ngoài cái chuyện đánh răng thì các cái chải uh, răng hàng ngày thì các cái dụng cụ hỗ trợ khác như là tăm nước hoặc là chỉ tơ nha khoa thì rất là nên dùng và nếu như là chúng ta dùng đúng cách. Thì như vậy là nó sẽ giúp là loại bỏ được những các cái vụn bẩn thức ăn nó bám vào cái răng một cách là tốt nhất Và nó giúp cho cái việc là chúng ta vệ sinh cái khoang miệng một cách là hoàn hảo nhất Vâng thưa quý vị do thời lượng của chương trình có hạn nên sau đây chúng tôi sẽ đưa ra câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay ạ Câu hỏi cuối cùng là khô miệng thì phải chữa như thế nào và dùng thuốc gì thưa bác sĩ à, Như là lúc nãy chúng tôi đã trình bày rồi thì cái khô miệng nó là một cái triệu chứng ở trong khoang miệng nhưng mà thực tế thì nó lại là biểu hiện của những các cái bệnh uh, toàn thân hoặc là các cái tình trạng khác chứ nó không phải là bệnh lý thực sự ở trong cái khoang miệng thế thì đối với lại một cái bệnh nhân khô miệng đến với chúng ta thì đầu tiên chúng ta phải xác định được là cái khô miệng này là căn nguyên từ đâu nếu như mà cái khô miệng do giảm tiết nước bọt uh, mà có liên quan tới các cái yếu tố là tác dụng phụ của các cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng thì chúng ta chỉ cần là phối hợp với lại bác sĩ điều trị của người bệnh để thay đổi uh, các cái loại thuốc mà nó phù hợp điều trị bệnh nhưng mà nó lại không có cái tác dụng phụ gây ra cái giảm tiết nước bọt thì như vậy là đã có thể thay đổi được cái cái tình hình và bệnh nhân sẽ có cái nước bọt trở lại. Thế còn trong cái trường hợp nếu như cái khô miệng đó mà lại không phải là do cái cái, cái cái tình trạng là à, dùng thuốc mà có thể là bị các cái bệnh hệ thống như là hội chứng sogren thế thì à, chúng ta sẽ rất khó có thể can thiệp à, một cách tích cực được bởi vì đây nó là bệnh hệ thống nó gây ra giảm tiết à, cái, các cái tuyến ngoại tiết trong đó có cái à, tuyến nước bọt gây ra cái tình trạng là khô nước bọt trong miệng nó không tiết được vậy thì với những cái tình trạng như đó thì chúng ta chỉ còn cách là chăm sóc tại chỗ chứ không thể nào tác động được vào cái bệnh lý vì hiện nay cái hội chứng đó cũng chưa tìm ra được căn nguyên và chúng ta cũng chưa có cái thuốc để điều trị tiệt căn thế thì ở việt nam của chúng ta hiện nay là chưa có các cái chế phẩm uh, điều trị một cách gọi là chính thống tích cực đối với cái tình trạng mà khô miệng do giảm tiết nước bọt thì hầu hết là chúng ta phải sử dụng các cái cách dân gian đầu tiên là phải khuyên người bệnh là luôn luôn đi theo người là phải có một cái chai nước và chúng ta không phải là không phải là uống ngòng ọc mà mỗi một lúc mà cảm thấy cái niêm mạc miệng của mình nó khô thì chúng ta sẽ ngậm một cái ngụm nước để làm giúp cho làm ẩm cái khoang miệng thứ hai nữa là chúng ta phải dùng các cái cách dân gian để mà làm tăng tiết nước bọt tại chỗ ví dụ như là bệnh nhân có thể nhai kẹo cao su không đường thế rồi là ngậm các cái loại uh, uh, thức ăn thực phẩm như là uh, ô oh mai hoặc là mùa nào thức nấy chúng ta có thể ngậm muối chanh ngậm muối cam ngậm muối quýt vân vân tất cả những các cái thứ đó thì nó có thể gây ra cái tình trạng là tăng tiết nước bọt một cách gọi là tự nhiên thế còn ngoài ra nữa thì có thể là sử dụng nước bọt nhân tạo thực ra việt nam bây giờ cũng cũng rất là hiếm nhưng mà nước ngoài thì các cái chế phẩm này là rất là sẵn Như việt nam thì chúng ta chưa có thế và uh, cũng có thể sử dụng một uh, số các cái loại thuốc mà chúng ta dùng cái tác dụng uh, uh, gọi là tác dụng phụ của nó để mà lại điều trị cái bệnh chính uh, gây ra là cái tình trạng uh, tăng tiết của các cái tuyến ngoại tiết ví dụ như là tăng tiết mật thế rồi là uh, chúng ta có thể sử dụng những các cái thuốc đó để mà điều trị các cái trứng mà khô nước bọt ở trong miệng thế còn các cái loại thuốc mà chính thống để mà điều trị cái này thì hiện nay trên thị trường thuốc dược của Việt Nam là nó chưa có thì cái đấy cũng là một cái thiệt thòi đối với lại các cái người bệnh mà bị cái chứng là khô miệng thì chúng ta cần phải hỗ trợ người bệnh bằng cách là giúp đỡ họ hiểu biết về cái tình trạng đó và tự mình có thể là vệ tăng cường cái vệ sinh răng miệng cũng như là có cái đối sách để làm tăng các cái tiết nước bọt tại chỗ một cách tự nhiên vâng. Vâng. thưa quý vị hy vọng với những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thực thì quý vị đã hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe răng miệng đối với cả cuộc sống của chúng ta quý vị còn những câu hỏi nào thì xin ghi lại ở phần comment ạ chúng tôi sẽ chuyển đến chuyên gia để giải đáp thắc, thắc mắc của quý vị Ờ, một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia đã tham dự chương trình và mang đến cho quý vị khán giả những thông tin bổ ích ờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ chiều thứ ba tuần sau với chủ đề chăm sóc da mụn trứng cá khi trời nắng nóng do thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc anh khoa da liễu bệnh viện bạch mai chia sẻ à, quý vị nhớ ừ. bấm like fanpage này để không bỏ sót các chủ đề mà mình quan tâm ờ, hẹn gặp lại và kính chào tạm biệt ạ vâng xin chào